24 giờ đầu tiên ở Thụy Sĩ mình làm gì? Bạn nào mà là fan của phim Hạ cánh nơi anh thì nhớ xem video này nhá. Ngày đầu tiên mình khám phá tại ngôi làng Iceworld, nơi mà Trung Lý Di đánh đàn. Sau khi ngồi trên tàu 16 tiếng, mình di chuyển về khách sạn bằng xe bus. Giá xe bus thì miễn phí vì nằm trong gói thuê khách sạn rồi. Đây là view mà khách sạn mình nhìn ra, núi non hùng vĩ, hồ nước thì chập trùng. Tớ đã chết nặng vài giây khi nhìn thấy cảnh này. Tớ đã dành ra cả một ngày để đi quanh ngôi làng này và leo núi. Đây là ngôi làng Iceworld, là một ngôi làng nhỏ, dân số chỉ khoảng hơn 400 người. Xung quanh được bao bọc bởi hồ Bryon, nơi mang cho mình vẻ đẹp vô cùng yên bình và thơ mộng. Các bạn biết không, những ngôi nhà gỗ nép mình bên ven hồ tạo nên nét đặc trưng của Thụy Sĩ đấy. Mỗi một vùng thì lại có một linh vật khác nhau. Vùng này thì được nuôi rất nhiều dê và bò, và dê được chọn là linh vật ở đây vì dê có khả năng thích nghi với cuộc sống cao, bám được và di chuyển tốt ở nơi có vùng núi cao. Ở đây còn được bày bán rất nhiều phô mai họ tự nuôi bò và tự sản xuất ra. Đằng xa xa kia là cây cầu mà Trung Úy Di đánh đàn đó. Mình đã gặp rất nhiều người châu Á ở đây như Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và cả Indo nữa. Thụy Sĩ giống như một bản tình ca ngọt ngào vậy, nghe hoài mà không biết chán, đi nhiều mà không biết mệt. Những đồng cỏ trên những cao nguyên giống hệt trên những hình ảnh video của chị Quỳnh Anh ở Thụy Sĩ. Mình đang leo tới một ngọn núi cách mặt nước biển 1000m. Nếu có ai đó nhắc về thiên đường thì mình nghĩ ngay tới Thụy Sĩ đầu tiên. Nơi đây xứng đáng được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất, nhưng mà kể ra em cũng thấy nó giống với Sapa, Mộc Châu ở Việt Nam chúng mình đấy nhở. Mọi người có suy nghĩ như thế nào về vẻ đẹp ở Thụy Sĩ?